Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 27 tháng 7 năm 2023, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Tọa đàm đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc, xu hướng và cơ hội cho các doanh nghiệp Italia. Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Bảy mươi sáu năm trọn nghĩa vẹn tình. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức thành công hoạt động xúc tiến đầu tư có ý nghĩa quan trọng tại Italia, bên lề chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng đến Italia. Trong chiều qua, theo giờ địa phương, tại thủ đô Rome của Italia, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc và đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi tọa đàm với chủ đề Đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam, xu hướng và cơ hội cho doanh nghiệp Italia. Tham dự tọa đàm có ngài Domenico Maudiero, Tổng thư ký Hiệp hội các văn phòng thương mại Ý toàn cầu, ngài Michele De Enco, Chủ tịch Phòng Thương mại Ý tại Việt Nam, cùng đông đảo doanh nghiệp Italia trong các lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn, xây dựng, nội thất, tự động hóa, luật xuất nhập khẩu và năng lượng xanh. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan thông tin khái quát về những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Vĩnh Phúc để phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, Vĩnh Phúc đã thu hút được 830 dự án DDI với tổng vốn đầu tư gần 5,74 tỷ đô la Mỹ, 453 dự án FDI đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký trên 7,76 tỷ đô la Mỹ. Italia trở thành quốc gia đầu tư vào Vĩnh Phúc nhiều nhất trong quý 1 năm 2023. Nhiều nhà đầu tư lớn, các tập đoàn đa quốc gia đã đầu tư tại Vĩnh Phúc, thể hiện sự tin tưởng của các nhà đầu tư đối với môi trường và cơ hội đầu tư ở Vĩnh Phúc. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh đến những mục tiêu của Vĩnh Phúc phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, là một trong những trung tâm công nghiệp dịch vụ du lịch của Việt Nam. Do vậy, trong giai đoạn tới, tỉnh sẽ ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, giảm phát thải, thân thiện môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội lớn như sản xuất thiết bị điện tử, bán dẫn, ô tô, xe máy điện, ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các dự án sản xuất rau quả và chăn nuôi gia súc, gia cầm, các dự án chế biến sản phẩm nông nghiệp, khuyến khích thu hút các dự án thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, chất lượng cao, các dự án du lịch, khách sạn, ưu tiên các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng, các khu, cụm công nghiệp, nhất là đầu tư vào cơ sở hạ tầng chuyên biệt, tạo kết nối và liên kết cụm ngành, các dự án xử lý nước thải, rác thải công nghiệp và sinh hoạt. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy chúc quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Italia, quan hệ hợp tác giữa Vĩnh Phúc với các địa phương doanh nghiệp Italia ngày càng phát triển tốt đẹp. Thông qua buổi tọa đàm, sẽ nhiều nhà đầu tư doanh nghiệp Italia đến Việt Nam để đầu tư kinh doanh tại Vĩnh Phúc. Tại buổi tọa đàm, Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn thông tin và giải đáp một số nội dung doanh nghiệp Italia quan tâm về chính sách thu hút nhà đầu tư Italia của Vĩnh Phúc, một số yếu tố lợi thế cạnh tranh của tỉnh, hạ tầng các khu cụm công nghiệp của Vĩnh Phúc, mạng lưới logistics, nguồn nhân lực phục vụ phát triển của doanh nghiệp, tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh và các chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư của Vĩnh Phúc. Với thế mạnh về công nghệ tiên tiến, trình độ quản lý của các doanh nghiệp của Italia, tỉnh Vĩnh Phúc hoan nghênh và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Italia đến tìm hiểu và đầu tư tại Vĩnh Phúc trong các lĩnh vực kinh tế tuần hoàn sử dụng công nghệ tái chế chất thải, nước thải, rác thải, dự án sản xuất tiêu tốn ít năng lượng và sử dụng năng lượng bền vững, các dự án về công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn, công nghệ vật liệu mới, đồng thời giới thiệu các đối tác trong tỉnh để hợp tác xây dựng hệ sinh thái xanh thông minh. Các doanh nghiệp Italia đánh giá cao môi trường đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc và mong muốn trong thời gian tới sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam và tỉnh Vĩnh Phúc để hợp tác xúc tiến đầu tư trên một số lĩnh vực doanh nghiệp Italia quan tâm về văn hóa, du lịch và công nghiệp phụ trợ.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà lưu niệm Bác Hồ trong khuôn viên tỉnh ủy, đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh gồm đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban ngành, đoàn thể đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2023. Các đại biểu dâng hương bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người đã suốt đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập dân tộc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt đến các thương binh, gia đình liệt sĩ và công tác chăm sóc người có công với cách mạng. 76 năm qua, tư tưởng, tình cảm và những lời căn dặn của người đã được Đảng, Nhà nước thực hiện hiệu quả, biểu thị sâu sắc truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc. Trong những năm qua, đặc biệt kể từ khi tái lập tỉnh đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc nguyện phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nêu cao ý chí tự lực tự cường, đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, kinh tế xã hội phát triển, đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tri ân những cống hiến lớn lao của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tiếp đó, đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Trong các cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, lớp lớp thanh niên Vĩnh Phúc đã tiếp bước cha anh lên đường tòng quân. Nhiều người con ưu tú của quê hương Vĩnh Phúc đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần máu xương của mình nơi chiến trường. Máu đào của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm truyền thống vẻ vang của quê hương Vĩnh Phúc, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc nguyện đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, quan tâm xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh, kinh tế xã hội phát triển, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa để tri ân những cống hiến, đóng góp lớn lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Thưa quý vị và các bạn, sau khi dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà lưu niệm Bác Hồ trong khuôn viên tỉnh ủy và các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể đã đến thăm tặng quà các thương binh, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và huyện Vĩnh Tường, cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Thăm gia đình ông Nguyễn Nam Trang, thương binh 61% ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên và ông Nguyễn Văn Tiến, thương binh 2/4 ở thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đã thăm hỏi, động viên các gia đình, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc đối với những đóng góp hy sinh của các thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vận động con cháu và nhân dân trên địa bàn chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo cho các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành và huyện Sông Lô đã tới thăm tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô. Đoàn đã đến thăm gia đình bà Phạm Thị Hội là vợ liệt sĩ tại thôn Ngọc Sơn và gia đình ông Lê Minh Lý là thương binh với tỷ lệ thương tật 25% tại thôn Cửa Ngòi, xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô.
thăm hỏi, tặng quà các gia đình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn trước những công hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, gia đình người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh mong muốn các đồng chí thương binh, người có công với cách mạng, nỗ lực chiến thắng thương tật, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Khước, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Yên Lạc. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Yên Lạc. Đến thăm gia đình thương binh Nguyễn Xuân Bình, tổ dân phố Tảo Phú, suy giảm khả năng lao động 31%, hiện là chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong và thương binh hạng 4/4, bệnh binh 2/3 Phạm Ngọc Hồi, tổ dân phố Lâm Xuyên, thị trấn Tam Hồng, huyện Yên Lạc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước bày tỏ tri ân đối với những đóng góp, hy sinh của các đồng chí thương binh đã cống hiến một phần xương máu cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và mong muốn các thương binh luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy tinh thần, ý chí của người lính, trở thành tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo. Vận động nhân dân đồng thuận, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng chí đề nghị chính quyền, các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, các thương bệnh binh, thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác đền ơn đáp nghĩa. Cũng nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, nhiều cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã có những hoạt động thiết thực tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm tặng quà các thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đoàn đại biểu thành phố Vĩnh Yên do đồng chí Nguyễn Quang Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên làm trưởng đoàn đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vĩnh Yên. Các đồng chí lãnh đạo thành phố đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vĩnh Yên nguyện tiếp bước truyền thống cha anh, luôn đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng quê hương Vĩnh Yên ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp. Công đoàn các khu công nghiệp phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thăm tặng quà công nhân lao động là con liệt sĩ đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Cosei Multipart Việt Nam. Đại diện công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng những cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Đây là hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và tình cảm trách nhiệm của tổ chức công đoàn tỉnh đối với các gia đình chính sách. Tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Huyên, huyện Đoàn Tam Dương tổ chức lễ thắp nến tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ huyện Tam Dương hứa sẽ không ngừng phát huy sức trẻ, truyền thống quê hương, góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Các đồng chí lãnh đạo huyện Tam Đảo đã đi thăm tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện. Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn mạnh khỏe, tích cực động viên con cháu luôn phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, của dân tộc, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Các đồng chí lãnh đạo huyện Tam Đảo cũng yêu cầu chính quyền các xã thị trấn cần quan tâm, rà soát để thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với gia đình người có công, đồng thời có kế hoạch cụ thể để chăm sóc, giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã đặt vòng hoa dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp đó, hội đã đi thăm tặng quà gia đình liệt sĩ nhà báo Nguyễn Văn Nhạc ở phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên. Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh
bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và các gia đình có công với cách mạng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là dịp nhắc nhở toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phát huy truyền thống, uống nước nhớ nguồn, mãi ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình người có công với cách mạng, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc dành sự quan tâm đặc biệt tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và chăm lo chế độ chính sách cho người có công, gia đình có công với cách mạng. Những ngày tháng 7 lịch sử, khúc ruột miền Trung đầy nắng gió, một thời bão lửa hay mảnh đất biên giới Tây Bắc Tổ quốc, một thời khốc liệt trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, từ thành cổ Quảng Trị đến các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín, Trường Sơn, từ điểm cao 468 đến nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên Hà Giang, địa đầu Tổ quốc, nơi có hàng ngàn người con ưu tú của quê hương Vĩnh Phúc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, là địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn tri ân các anh hùng liệt sĩ của các đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh. Đây là những hành trình đặc biệt ý nghĩa khi mỗi địa danh lịch sử đều mang dấu ấn của một thời hoa lửa, nhắc nhở mỗi người dân Vĩnh Phúc hôm nay và mai sau ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã dâng hiến cho đất nước vì hạnh phúc của nhân dân. Qua những cái hoạt động này thì chúng tôi cũng mong muốn là cấp ủy, chính quyền các cấp phải đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, những gia đình mà đã đóng góp cả công sức cũng như là xương máu của con em họ để gìn giữ, bảo vệ cho cái nền độc lập của đất nước nói chung và có giúp cho Vĩnh Phúc chúng ta có được như ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng mong muốn cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đưa các cái nội dung giáo dục truyền thống này vào trong các cái nội dung của nhà trường, nội dung sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể để chúng ta luôn luôn ghi nhớ công ơn rất to lớn của những người đã cống hiến, đã hy sinh vì đất nước. Màu xanh của cỏ cây giờ đã phủ lên những điểm cao tại Vị Xuyên, địa đầu Tổ quốc, nơi từng diễn ra những cuộc chiến đấu khốc liệt của bộ đội ta chống quân xâm lược. Đã bao người con đất Việt, trong đó có các chiến sĩ quê hương Vĩnh Phúc, anh dũng chiến đấu, hy sinh và nằm lại mảnh đất này để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi biên cương Tổ quốc. Thế hệ trẻ Vĩnh Phúc hôm nay nguyện cố gắng phấn đấu học tập và lao động để xứng đáng với truyền thống anh hùng của lớp lớp cha anh đã không tiếc máu xương vì độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Chúng tôi cũng thấy được cái sự chan chứa tình cảm từ đáy lòng và tâm hồn của mình đối với lại những cái sự cống hiến, hy sinh lớn lao của các thế hệ cha ông đi trước, cũng như là tự hào về cái truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Thế hệ trẻ thì Vĩnh Phúc ngày hôm nay xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện, tu dưỡng để tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Phúc ngày càng phồn vinh và hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công vừa là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của cả hệ thống chính trị và toàn dân, vừa là sự ghi nhận tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giải phóng dân tộc, chọn nghĩa, vẹn tình với người có công, còn được khắc họa đậm nét qua những hoạt động tri ân ý nghĩa trong những ngày tháng 7 thiêng liêng. Đây cũng là dịp để mỗi người dân thêm tự hào về truyền thống cách mạng, bồi đắp và phát huy tinh thần cách mạng, góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Khước, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022, chủ trì hội nghị họp Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh, tổ chức hội nghị thẩm định xét công nhận các xã của huyện Vĩnh Tường gồm Cao Đại, Bình Dương, Tân Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã Ngô Kiên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Trần Anh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh.
Theo báo cáo, kết quả thẩm định đánh giá xác nhận mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao của các sở ngành, đến nay các xã Cao Đại, Bình Dương, Tân Phú đạt và cơ bản đạt 19 trên 19 tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Xã Ngô Kiên đã đạt chuẩn 2 tiêu chí theo quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu là giáo dục và cảnh quan môi trường. Tại hội nghị, hội đồng thẩm định sẽ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu đồng ý đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước đánh giá cao sự nỗ lực vào cuộc huy động nguồn lực đẩy mạnh tuyên truyền xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của các xã và huyện Vĩnh Tường. Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước đề nghị Ban chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường tiếp tục chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế theo ý kiến chỉ đạo của các sở ngành phụ trách tiêu chí, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn các xã xây dựng kế hoạch thực hiện duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí theo quy định giai đoạn 2021-2025. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Khước, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, chủ trì hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Tam Đảo năm 2023. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Xuân, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Trần Anh Hải, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành, lãnh đạo huyện Tam Đảo. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước đề nghị huyện Tam Đảo tiếp tục quán triệt, nắm chắc các quy định về công tác diễn tập, xác định rõ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức diễn tập, phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức tập luyện tốt các nội dung trong khung diễn tập. Đồng chí yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng đầy đủ văn kiện phục vụ công tác diễn tập, xác định địa điểm diễn tập, vận hành cơ chế kết hợp diễn tập thực binh, từ đó có kế hoạch tổ chức xây dựng sở chỉ huy diễn tập, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất phục vụ diễn tập, xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho người, phương tiện trước, trong và sau diễn tập, đảm bảo công tác diễn tập đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.